Đào mộ khoảnh khắc Lee Yong-suk hôn chị đẹp Han Hyo-jo táo bạo. Nhưng bật chế độ ngượng chín mặt ngay sau tiếng cắt, thuyền cặp đôi Lee Yong-suk và Han Hyo-jo lại tiếp tục được ra khơi. Ngất ngây loạt ảnh hậu trường của nữ phụ hot nhất Itaewon Class Kwon Nara, sinh thế này bảo sao Lee Yong-suk lại đổ. Lee Yong-suk và Han Hyo-jo từng khiến khán giả điên đảo một thời khi cùng xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình W21, không chỉ trên phim mà cặp đôi còn liên tục có những skinship ngọt lịm ở hậu trường khiến các fan thổn thức khôn nguôi. Chính vì điều này mà dù phim đã hết từ lâu, người hâm mộ vẫn tích cực đẩy thuyền và mong họ thành đôi ở ngoài đời thật. Mới đây, cặp đôi Lee Yong Suk và Han Hyo Jo lại bất ngờ hot trở lại khi hậu trường cảnh hôn của hai người từ 4 năm trước bất ngờ được đào mộ trong những clip hậu trường được nhà đài tung ra. Cặp đôi đã có những khoảnh khắc ngại ngùng đến đáng yêu sau cảnh hôn nóng bỏng. Đáng chú ý, tuy đã thực hiện rất nhiều cảnh hôn trước đây. Nhưng nam thần Lee Yong Suk vẫn tỏ ra vô cùng xấu hổ khi chạm môi chị đẹp Han Hyo Jo. Cảnh hôn gốc trong phim rõ là ngọt ngào, và nồng cháy là vậy. Thế, mà khi đạo diễn vừa hô cắt thì cả hai lập tức bật chế độ ngại ngùng. Trong khi Han Hyo Jo xấu hổ đến mức phải chạy ra ngoài sau khi hôn đàn em, thì Lee Yong Suk cũng nóng ran trong lòng. Cũng trong một cảnh khác chàng vịt cũng xấu hổ đến mức không dám xem lại cảnh hôn với đàn chị. Sau đó, mặt Lee Yong xúc đỏ bừng và bị chị đẹp chọc quê. Phản ứng hóa học dễ thương của cặp đôi khiến fan không khỏi thích thú. Sau cảnh hôn, Truy có chút ngại ngùng, nhưng cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Trong nhiều ảnh hậu trường, được tung ra, cả hai cũng không ngại thể hiện tình cảm thân thiết dành cho đối phương. Một bên là Ly Yong xúc đẹp trai, lịch lãm, một bên là Han Hyo Joo xinh đẹp, duyên dáng, bảo sao mà các fan lại không đẩy thuyền cho được. Nguồn: KB hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại